Ôi, cái này là cái gì vậy? Ê, Mia, nhìn này, có khóa. 1, 2, 3, 4, 7 cái. Ôi! Oh my God. Có gì ở đó kìa? Cần phải kiểm tra thôi. Cô nghĩ chúng ta phải kéo dây đúng không? Ừ, ok. Không biết bên trong đó có gì nhở? Wow, đó là Skittles. Xô đầy kẹo. Ừ, tuyệt vời quá. Trời ạ, à, Mia, bây giờ cậu thử kéo đi. Bây giờ sẽ xem có gì nhá. Cậu mong là cũng có kẹo. Ôi không, trời ạ, à, cái gì đây? Ghê quá. Cậu bị bẩn rồi kìa, bao phủ trong đầy sơn. Ôi, ghê quá đi mất. Ồ, tớ thấy có gì này. Ồ, đây là chìa khóa. Chúng ta có thể ra khỏi đây. Ôi, không biết cái này là cái nào nhở? Hình như là cái này. Ừ, được rồi này, tuyệt quá, ôm nhau nhá. Ôi, suýt thì quên. Nhìn kìa, hình như đó là nhiệm vụ tiếp theo. Chúng ta cần kiểm tra bên trong có gì. Oản tù tì, nào xem thử đi. Thôi được rồi, để xem nhá. Trời ạ, à, cái gì đây? À, trời ạ, à, sâu. Bình tĩnh Mia, nó sẽ không ăn thịt cậu đâu, chúng ta cần lấy chìa khóa. Thôi được rồi, được rồi. Ôi, trời ạ, à, ghê quá. Ồ, tớ tìm được rồi. Nhưng mà đây là cái gì? Không giống chìa khóa, cần phải thử. À, tớ hiểu rồi. Đây là mã của cái chìa khóa này. Đấy, mở ra được rồi. Ồ, tuyệt quá. Bây giờ lần này sẽ đợi cái gì đấy? Nhìn này, hộp có một cái gì đó. Yummy. Tớ không muốn uống thử nó đâu. Thôi được rồi, tớ sẽ là người đầu tiên. Eo ơi, thật là ghê tởm. Eo ơi, kinh quá. Mary, bây giờ đến lượt cậu nhá. Wow, món này ngon thật đấy. Tớ muốn nhiều hơn. Chuyện gì vậy? Hay chiêu đãi người bạn của cậu đi. Không, nó là của tớ. Ôi, cốc tai ngon lắm sao. Nhưng không có gì bên trong. Vậy là chìa khóa trong ngủ của cậu rồi. Không phải thế chứ. Thôi được rồi, sẽ làm tất cả vì lợi ích chung thôi. Ồ, và đây là chìa khóa rồi. Tuyệt quá. Hãy đi và mở khóa thứ ba đi. Wow, làm được rồi. Chúng ta là một đội tuyệt vời. Ôi, lại có cái gì đây? Cậu mở đi. Không. Thôi được rồi, lại là tớ mở thôi. Oh wow, đó là bánh cupcake sô-cô-la hạt rẻ. Ôi, nhìn nó ngon lắm sao. Ê Mia. Thôi được rồi, bây giờ đến lượt tớ mở nhá. Oh wow. Trời ạ, à, không biết nó sẽ làm gì nhở. Ê, cẩn thận chứ. Đừng lo, cầm lấy đi này. Nó là hoạt động như thế nào? Tớ cũng không rõ. Thôi được rồi, không có thời gian. Hãy mở két sắt cuối cùng đi. Xem nào. Eo ơi, đó là miếng phô mai bốc mùi. Trời ạ, à, tớ sẽ nôn mất. Ồ, tớ nghĩ ra làm gì với nó rồi. Wow, trời ạ, à, biến thành cầu vồng rồi này. Ôi, hãy nhìn xem. Trời ạ, à, tớ sẽ ăn miếng này rất là tuyệt vời luôn. Tớ thì sao? Tất nhiên rồi. Đây, lấy một nửa đi này. Ôi, nhầm nhầm. Ôi. Sao đấy? Cậu bị nghẹn sao? Mia, đó là chìa khóa. Khoan hô, đi mở tiếp thôi nào. Tuyệt quá, chúng ta lại làm được điều đó rồi. Ôi, lại đến nữa này. Tớ sẽ đếm nhá. 1, 2, 3, 4. Trời ạ, à, lại tớ sao? Thôi được rồi, đến lượt cậu rồi đấy. Ôi, ôi trời ạ, à, có cái gì đó. Ôi trời ơi, đây là chuột. Ôi, tớ sợ chuột lắm. Ôi, cần phải thở. Phải thật là bình tĩnh. Yeah, tớ tìm được rồi, đi thôi. Lại là mã. Số 5, tất cả đều là 5. Ừ, thật là dễ dàng. Chạy thôi. Lại thêm ống nữa. Yummy. Lỡ đâu lần này tớ gặp thức của ngon thì sao? Tớ bắt đầu nhá. Ok.
Wow, đó là Coca. Tớ yêu Coca. Yum. Nhưng mà dường như nó không có gì rồi. No. Okay. Thôi được rồi, vậy là đến lượt tớ. Heo ơi, thật là ghê tởm. Ôi, không thể nào mà uống được. Bingo. Thế phải thực hiện trò chơi ma thuật thôi. Tớ sẽ lấy cái này và bắn vào. Và mong là sẽ có cái gì đó ngon. Ừ, thử đi. Yeah, tớ biết ngay mà. Trời ạ, sô-cô-la lắc rất ngon. Sao? Không có gì. Thôi đùa đây. Chìa khóa đây này, chúng ta đi mở thôi. Maria cho tớ mở đi. Ok. Yeah, và nhiệm vụ 3, 2, 1. Bắt đầu. Oh wow, cậu mở đầu tiên đi. Không không, đến lượt cậu. Xem nào, có gì ở đây. Ôi, trời ơi, cái gì thế này? Ôi, nhìn cậu bẩn quá. Đến lượt cậu rồi đấy. Thôi được rồi, để tớ mở. Ôi, ôi, cậu bị bẩn còn hơn cả tớ rồi đây này. Trời ạ, ghê quá. Cậu cười cái gì vậy? Mở ra đi. Không, tớ sẽ không mở đâu. Vậy 1, 2, 3 nhá. Không ai, vậy chúng ta mở cùng nhau. Và đây, chiếc chìa khóa cuối cùng. Hoan hô, chúng ta sẽ tự do rồi. Xin chúc mừng, bạn đã nhận được chìa khóa cuối cùng. Đi, nhanh lên, mở ra thôi nào. Yeah, chúng ta thành công rồi. Chúng ta đi rồi. Ôi, trời sáng rồi sao? Ôi, đến lúc phải dậy rồi. Ôi, dậy thôi. Ôi, cuối cùng, cũng đến lúc cho kỳ nghỉ mùa thu yêu thích của tớ rồi. Halloween, tớ thậm chí đã chuẩn bị sẵn trang phục rồi đây này. Và tớ cũng có một ý tưởng tuyệt vời để làm thế nào để dọa Vita. Tớ biết cậu ấy sẽ sợ nhất trong cuộc đời mình là ma. Vì vậy, bây giờ chắc chắn cậu ấy sẽ rất thích quả bóng của tớ. Tớ sẽ làm một cái này rất là tuyệt vời. Tuyệt. Nhìn trông hay thật đấy. Còn bây giờ thì đến với Vita nhá. Không biết bạn ấy sẽ như thế nào nhờ. Và tớ còn có găng tay này nữa cơ. À đúng rồi, quên mất kẹo. Không có kẹo thì làm sao chứ. Còn lại một bước cuối cùng. Ôi, tớ mong cậu ấy sẽ rất vui mừng khi nào khi chất nhầy màu xanh này thấy khắp người. Thôi xong rồi. Bây giờ đừng quên đóng cửa nhá. Đấy, cứ để cậu ấy nghĩ đây là bức tường gạch đi. Chào buổi sáng. À, trời ơi, sợ quá. Ôi, tay tôi bị làm sao đây? Ôi, kinh khủng. Ôi, bây giờ tôi sẽ đánh chết Alex. Ôi, trời ạ, điên mất. Ôi, cái này là cái gì nó đây? Trời ơi, bây giờ mình ra kiểu gì? Hả? Lêu lêu lêu, cậu thích trò đùa của tớ không? Ôi, bây giờ cậu sẽ nhận được thôi. Làm nào để mình có thể trả thù nhỉ? Chính xác, cậu ấy sẽ rất thích khi nhìn thấy những vết máu ở trên khăn nhỉ? À, đây, mình cần này nhá. Đây là những gì mình cần. Ôi đúng rồi, trông tuyệt vời lắm. Sẵn sàng. Nhưng này vẫn chưa đủ. Hãy để Alex tắm đẫm máu dưới vòi hoa sen nhá. Ôi, mình đã tưởng tượng được là bạn ấy sẽ hét như thế nào rồi. Và tất nhiên là nơi mà không có dòng chữ cổ điển trên gương thì không được.
sẵn sàng. Ôi, đến giờ đi tắm rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Ôi, cứu với. Ôi, trời ạ, sợ quá. Ôi, còn đây là cái gì nữa đây? Ôi, trời ạ. Cái gì? Ôi không, trời ạ, ai đó đang theo dõi tôi kìu. Alex, có thích chơi đồ của tớ không? Không vui chút nào. Tớ có một ý tưởng cho một trò đùa đây. Để làm được nó, tớ cần một hộp ngũ cốc và sữa nữa. Đây được rồi. Đầu tiên là cần phải làm như mọi hôm. Chúng ta sẽ lấy bát và đổ ngũ cốc vào. Sẵn sàng. Nhưng mà vẫn chưa xong đâu. Nếu mà thiếu run thì không phải là trò chơi khăm rồi. Chúng ta sẽ đổ những bạn này vào trong cái hộp ngũ cốc này nhá. Ồ, bây giờ sẽ vui lắm đây. Vita, đừng nhìn chằm chằm vào máy tính nữa. Tốt hơn hãy ăn sáng đi. Ừ, tớ đồng ý. Đã đến giờ rồi. Ngon quá. What? Ừ, tớ cũng rất là thích những cái ngũ cốc này. Ôi, không thể nào mà dừng lại được. Sữa đâu nhở? Đưa đây. Ôi, hãy chúc mình ngon miệng nhá. What? Cái gì? Tại sao ngũ cốc lại di chuyển? À, sợ quá. Alex, cậu bị điên sao? Trời ơi là trời. Ê, trò đùa thôi mà. À, tớ có một ý tưởng tuyệt vời này. Bây giờ tớ sẽ cho Alex xem một bộ phim đáng sợ nhất từ trước đến nay. Để làm được điều này, tớ cầm một chiếc bàn đặc biệt và sẽ có một cái lỗ ở giữa như thế này. Mình sẽ cắt nó ra nhé. Và trải thảm lên. Và cũng cắt một cái đường vào giữa để có một cái lỗ để chui vừa cái đầu của mình nhé. Và mình còn cần một cái thùng bỏng ngô nữa. Nó sẽ là mồi cho Alex. Ôi, tớ nghĩ bạn ấy sẽ rất vui khi nhìn thấy khuôn mặt trong bỏng ngô đấy. Trò chơi khám bắt đầu. Ủa, bỏng ngô, tuyệt thật đấy. Vào bộ phim kinh dị nữa chứ. Đây tớ mới gọi là Halloween. Ồ, wow. Ê, ai cắn tớ vậy? Đây là tớ đây, tớ ăn cậu bây giờ. À, trong bỏng ngô có ma, cứu. Ôi, tớ biết trò đùa này chắc chắn sẽ thành công mà. Theo ý kiến của tớ, nó rất là tuyệt vời. Tớ cần nghĩ một cái thứ khác nữa. Chính xác, Halloween gì mà không có bí ngô chứ. Ôi, mình sẽ lấy dao và cắt phần đầu nhá. Và dùng thìa để múc hết tất cả những cái hạt này ra. Mình đã làm xong rồi. Bây giờ thì mình cần phải cho nó một cái mặt nữa. Và mình phải làm nó trông thật là đáng sợ. Và bên trong mình sẽ cho nếm vào trong nhá. Để mặt của nó trông thật là đáng sợ. Wow, tuyệt lắm. Bây giờ mình sẽ cho cẩn thận vào. Và cho cái này xuống dưới gầm giường nhá. Nào, được rồi. Ổn đấy. Không có ai. Ôi, mình thích quá. Bây giờ chỉ cần làm một con đường máu đến giường thôi. Để Alex chắc chắn sẽ nhìn xuống dưới đấy. Như mọi khi, mình chỉ cần sơn màu đỏ thôi. Nhân tiện, sơn rất khó rửa sạch.
Vì vậy đừng lặp lại điều này ở nhà nhé các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ cọ như thế này vào này. Xong rồi. Let's go. Bây giờ mình sẽ in dấu chân lên nhé. Còn bây giờ thì chờ đợi Alex thôi. Ừ, cái này vui thật đấy. Ê, cái gì vậy? Ồ, những dấu chân lạ lùng ấy đi đâu vậy? Ai chui xuống gầm giường tớ sao? Hả? À, mẹ ơi, cứu! Ừ, trời ơi, bí ngô này sẽ ăn tớ mất! Cứu! Ôi, cậu hèn quá! Hèn sao? Không, đó là cậu! Trời ạ, không vui chút nào cả! Wow, chúng ta đang ở đâu đây? Ôi không, trời ạ, chúng ta bị nhốt ở đây rồi. Mặc dù, đừng có hét nữa. Nhìn thì có cái gì đó thú vị ở đây này. Mari, cậu đang làm gì vậy? Tớ đang muốn mở những chiếc hộp này chứ còn làm gì nữa. Trời ạ, tớ không biết có gì bên trong. Ê, nhìn kìa, có một cái gì đó khác. Ôi, chắc là trong cái hộp này có chìa khóa đấy. Không, tớ không chui vào đấy đâu. 1, 2, 3, 4. Ừ, trời ạ, tớ sẽ phải lấy. Thôi được rồi, tớ phải lấy thôi. Ôi, có gì đó ướt ở trong đó. Chắc là nước thôi, cậu có thể làm được. Thôi được rồi. Ôi trời ạ, đây không phải chìa khóa. Đây là con cá. Ôi, nó đẹp làm sao. Cần phải cho nó lại vào trong sớm. Nào, đây là chìa khóa. Ôi, nó đây rồi. Mari, cậu đang đứng gì vậy? Ra đến đây nào. Bây giờ chúng ta lấy được chìa khóa rồi, phải mở khóa chứ còn làm gì. Chúng ta cùng xem nhé. Cái gì? Trời ạ, bom. Bom sao? Ôi, sợ quá, phải làm gì bây giờ? Cần phải nghĩ. Tớ có một ý tưởng này. Mong là tớ đã lấy những thứ cần thiết. À, đây là những gì mình cần. Cậu biết cắt không? Ừ, cậu cắt đi. Thôi được rồi, để tớ thử nhá. Ôi, mong là nó sẽ không nổ. Tớ nghĩ là chắc là cái này vàng. Ôi, làm việc rồi. Ôi, mùi ghê quá. Trời ạ, à, không có hoạt động gì cả. Nhưng mà bây giờ tớ cũng sẽ cần cái này này. Ồ, cũng nghĩ ra hay đấy. Cho tớ với. Không. Ê, cậu biết gì không? Cậu có nhiệm vụ còn quan trọng hơn. Cậu hãy đi lấy chìa khóa tiếp theo đi. Ôi, tớ dũng cảm. Tớ có thể làm được. Tớ tự hỏi đây là cái gì nhỉ? À, đó là gấu kẹo dẻo. Nhân tiện khá là ngon đấy. Tớ cần phải tìm thấy chìa khóa thật là nhanh thôi. Đây, nó đây rồi. Ôi, trời ạ, tớ không cố tình làm rơi đâu. Đây, Mia, mở két sắt đi. Ok, nhưng mà cậu cứ tự mở đi. Kia kìa. À, ok. Ôi, trời ạ, cái gì vậy? Wow, bây giờ mặt tớ đầy kim tuyến rồi này. Tuyệt quá, có thể làm trang điểm rất là tuyệt vời. Ê, bây giờ không phải trang điểm đâu. Đến lúc cậu phải lấy chìa khóa rồi kia kìa. Thôi được rồi, ok. Tớ tự hỏi, có gì đang chạy thế này? Có lẽ khủng long. Hay là con cá sấu. Không, nó to quá. Hãy xem nó là cái gì nhá. Wow, tớ chưa bao giờ nhìn thấy con tắc cờ hoa thực sự ở đây. Nó thật là dễ thương. Có lẽ tớ sẽ để nó nghỉ yên. Tớ cần một cái chìa khóa. À, đây nó đây rồi. Đến lúc phải mở két xanh nhá. Ok, đến lúc rồi. Tớ tự hỏi, đây là cái gì đấy? Ôi, súng để tiền sao? Dùng như nào? Oh wow, có bao nhiêu là tiền này và tất cả là của tớ. Tớ cảm giác như mình là cô gái giàu nhất thế giới. Tuyệt quá. Mari, đưa tiền đây, đưa trả lại đây. Có
và còn cậu thì lấy chìa khóa tiếp theo đi. Ôi, nếu mà tớ ngó thì sao? Ê, tớ nhìn thấy rồi nhá. Thôi được rồi, tớ sẽ phải tự làm thôi. Bên trong có một cái gì đó sờ rất là hay nhá. Ôi, sờ như kiểu xốp ý. Ừ, đúng rồi. Ôi, và chìa khóa đây rồi. Yeah. Đến lúc phải mở két xanh rồi nhá. Ôi, dây. Chắc là cần phải kéo nó. Ồ, trời ạ, cái dây này. Gọi một đống các cái hạt Orbi này kéo nó nữa đi. Hay quá. Trời ạ, tớ là nữ hoàng thực sự của tất cả những cái Orbi. Hay quá. Ồ, hình như có chìa khóa mới. Đến lúc phải lấy nó rồi. Tớ tự hỏi, đây là cái gì vậy? À, trời ạ, đây là Zun. Thôi được rồi, cần phải lấy chìa khóa càng sớm càng tốt thôi. Và không bao giờ sờ vào cái này. Ôi trời ơi, ghê quá, tớ nôn mất cứu. Ôi trời ạ, nó tự đi rồi. Bây giờ có thể mở cái két sắt màu hồng. Có gì ở đó vậy? Ôi trời ạ, bọt màu hồng sao? Ôi, tớ nghĩ rất là vui đó. Ừ, bởi vì tớ có thể làm như này.